An soi lại khoảnh khắc Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lơ nhau sau khi chia tay. Những ngày qua, thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đường ai nấy đi đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận cặp đôi chia tay từ tháng 2 năm 2021, nhưng mãi đến mới đây công bố. Giờ đây khi nhìn lại những hình ảnh video cũ, khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ mà cả hai dành cho nhau. Trên mạng xã hội gần đây lan truyền những khoảnh khắc được ghi lại trong thời gian Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã chia tay. Khi thời gian buổi ra mắt chương trình hồi tháng 12 năm 2021, cả hai không đi cùng nhau. Đáng nói trong suốt buổi sự kiện ra mắt, cặp đôi này không hề nói chuyện hay bất cứ hành động nào để tương tác với nhau. Khi chụp ảnh cùng ekip, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng mỗi người đứng mỗi nơi và gần như lơ đối phương. Cùng đó, trong một đoạn video phỏng vấn tại hiện trường, Kiều Minh Tuấn cũng thường thường từ chối trả lời khi được hỏi về Cát Phượng. Đào lại khoảnh khắc, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng trải qua hơn 10 năm gắn bó nhưng lại không khác gì người dưng. Khi gặp lại nhau như thế này, các fan cũng thấy chạnh lòng cho mối quan hệ của cặp đôi. Trước đó vào tháng 11 năm 2021, Cát Phượng nhập viện vì căn bệnh tiền đình nặng. Kiều Minh Tuấn cũng khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi vì không biết đến bệnh viện chăm sóc người yêu. Khi ấy, nữ diễn viên Hạnh Phúc Của Mẹ còn ấn ý về chuyện tan vỡ gia đình. Sau đó cô cũng trấn tĩnh người lại hâm mộ cho rằng Kiều Minh Tuấn đang bận đi quay. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng lần đầu gặp nhau trong buổi sự kiện lễ tốt nghiệp, cả hai còn có cơ hội diễn cùng trong vở Cánh Đồng Bất Tận. Nhận thấy tài năng diễn xuất của đàn em nên Cát Phượng rủ Kiều Minh Tuấn đi diễn cùng. Trong khi đó, nam diễn viên họ Kiều dần dần có cảm tình và mạnh mẽ bày tỏ chị em yêu chị. Nhưng Cát Phượng chưa đồng ý vì mới đổi vỡ với Thái Hòa mà muốn hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp. Nam diễn viên 33 tuổi không bỏ cuộc và quyết định theo đuổi và cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của bà mẹ một con. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hẹn hò vào năm 2009, công khai vào năm 2017. Tuy nhiên, tình kéo dài hơn thập kỷ, kép lại, dân tình ngỡ ngàng trước đó nữ diễn viên Ngày Mai Mai Cưới tiết lộ Kiều Minh Tuấn là người chủ động nói chia tay không hợp.